trong nỗ lực bảo vệ Tổ quốc tại Hoàng Sa. Các bạn, đây là cái nhóm người mà họ nói là họ thắp hương tưởng niệm nhà vua Lý Thái Tổ, chứ không phải là thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ bộ đội Cụ Hồ. Đấy. Nếu mà họ đã nói như vậy thì có nghĩa là họ đã xuống thang. Đấy. Sau khi tôi vạch mặt họ rằng ấy, tượng đài và lư hương nhà vua Lý Thái Tổ là nơi thắp hương riêng một mình nhà vua. Kẻ nào ấy mà thắp hương bất kỳ ai khác không phải nhà vua đều là hốt dược với anh linh nhà vua. Và tôi nói rằng ấy, chúng mày là bọn chống cộng sản thì chúng mày không có quyền tưởng niệm các liệt sĩ bộ đội Cụ Hồ. Chúng mày chống cộng sản ấy mà chúng mày tưởng niệm các liệt sĩ bộ đội Cụ Hồ thì đấy là chúng mày láo xược, xúc phạm hương hồn các liệt sĩ bộ đội Cụ Hồ. Đấy. Sau khi tôi lớn tiếng ấy, lên án chúng nó như vậy thì chúng nó bảo là chúng nó đến đây để thắp hương tưởng niệm nhà vua Lý Thái Tổ. Đấy. Như vậy là chúng đã phải xuống thang. Đấy. Như vậy là chúng nó đã thất bại. Tôi hỏi chúng nó là chúng mày có phải là chống cộng sản không? Chúng nó đều câm họng, không đứa nào dám trả lời. Và tôi bảo rằng ấy, không trả lời cũng là một cách trả lời. Đấy, thưa quý vị, một cái nhóm người như thế này ấy, đấy, mà chúng nó bảo là chúng nó đại diện cho nhân dân. Đấy. Qua cái live stream này, tôi xin gửi đến bà con Việt Kiều khắp thế giới, cũng như bạn bè khắp thế giới, rằng cái nhóm người này chúng nó là bọn chống cộng sản. Đấy. Chứ chúng nó không phải là nhân dân, chúng nó không thể đại diện được cho nhân dân Việt Nam. Đây. Đây mới là những người dân này. Đấy. Những người đang đi ngoài đường kia, những người đang ở nhà, viện, trường học, nhà máy mới là nhân dân. Còn cái bọn này chúng nó không phải là nhân dân. Đấy. Chúng nó làm những cái việc này, chúng nó quay video, nó tung lên mạng xã hội để nó lừa bịp bà con Việt Kiều khắp thế giới, lừa bịp bạn bè quốc tế của chúng ta rằng chúng nó là nhân dân bất bình với lại chính quyền, nhân dân đi biểu tình. Thưa bà con, cô bác như vậy, đấy. Đấy. Nó thắp hương xong ấy thì bây giờ nó mới dám cầm một cái tờ báo nhỏ nhỏ, có một cái chữ gạc ma nhỏ nhỏ. Đấy. Mà các cậu hèn đấy nhỉ. Này. Quyền tự do dân chủ tôi đứng đâu cũng được. Được chưa? Các ông các bà đứng đấy được, tôi đứng đây được. Được chưa? Không. Rồi. Rồi được rồi, đứng đi. Này. Không. Anh có quyền tự do dân chủ, tôi có quyền tự do dân chủ. Tôi nhờ anh tôi chụp cái ảnh. Tôi nhờ, tôi xin anh. Tôi xin các anh cho tôi chụp đứng ra cho tôi chụp cái ảnh cái rồi ông cái này là vấn đề lịch sử. Vấn đề lịch sử. Cái này là vấn đề lịch sử. Vấn đề lịch sử chứ không phải tự do. Anh đừng ngẩn, đừng ngẩn. Lịch sử nó nhập ảnh thì tôi mời anh ra. Bây giờ tôi chụp ảnh không ông được không được. Đấy, họ nói là đây là vấn đề lịch sử. Họ xin xin tôi. Đấy. Thôi được, các người nói là vì vấn đề lịch sự thì được nhá. Còn quyền tự do dân chủ tôi đứng trước mặt các vị không làm gì được đâu. Được chưa? Ừ. Rồi. Lịch sự mà bôi bẩn các liệt sĩ bộ đội Cụ Hồ thế à? Bọn chống cộng sản thì làm sao mà lại đi tưởng niệm các liệt sĩ bộ đội Cụ Hồ? Bọn chống cộng sản đi tưởng niệm bọn nguy cái kìa. Nhá.
cộng sản đấy, chứ chúng nó không phải là nhân dân. Bà con cô bác Việt kiều đừng bị chúng nó lừa bịp, đúng không? Đấy. Ừ. Rồi. Nhá. Các anh các chị nhớ nhá, quyền tự do dân chủ mà chúng tôi sẽ đứng trước mặt các anh các chị nhá, quyền tự do ngôn luận nhá. Tôi sẽ ngôn luận để cho nhân dân. Tôi là bác Trần Nhật Quang. Thì hôm nay bác Trần Nhật Quang có lên tượng đài Lý Thái Tổ và một số những cái đám lâu yêu, rồi là những cái đám dân chủ quận Bồ Hồ thì nó có lên, nó định răng biểu ngữ và bác Quang đã ra và bác Quang không cho chúng nó răng. Mục đích của bác Quang là muốn nói rằng là chúng nó là nơi, đây là tượng đài Lý Thái Tổ, là nơi mà gọi là thắp hương tưởng đại tưởng niệm tượng đài Lý Thái Tổ, chứ không phải là nơi mà để cho đám dân chủ cuội để nó tưởng niệm chiến sĩ gạc ma. Vâng, xin mời bác Quang trả lời anh em cộng đồng mạng và mọi thứ ạ. Nghe thằng Quang Nga đây không? Có Lân Thắng, anh Thắng đừng vào được. Quân Khúc nhá, bạn đã hỏi tôi. Bác cứ nói đi ạ. Trước hết đây là tôi muốn nói rằng tôi rất tiếc cái điện thoại của tôi có mua. Anh đang có đứng không? Gói cước 4G. Vâng. Tôi sẽ hỏi cái theo tại sao ấy mà 4G mà không, vẫn không có mạng. Tôi có live stream để muốn gửi đến bà con cô bác Việt kiều khắp thế giới cũng như bạn bè quốc tế cái lý lẽ của người Việt Nam, người dân Việt Nam tôi và chúng tôi. Đấy. Nhưng mà rất tiếc rằng những cái lý lẽ là nó không được, có thể là không đến được với lại bà con cô bác Việt kiều. Chúng tôi đến đây để bảo vệ anh linh nhà vua Lý Thái Tổ, bảo vệ hương hồn các liệt sĩ, bộ đội cụ Hồ. Cái bác cứ để đây, đây là mic kìa. Lò đi. Không cần. Lư hương của tượng đài nhà vua Lý Thái Tổ là nơi để thắp hương riêng một mình nhà vua. Kẻ nào ấy mà thắp hương bất kỳ ai khác không phải nhà vua đều là hôn phạm anh linh nhà vua. Đấy là cái thứ nhất. Đấy. Cái thứ hai ấy, nhà vua Lý Thái Tổ không phải là liệt sĩ bộ đội cụ Hồ. Chúng không thể tôn vinh nhà vua là liệt sĩ bộ đội cụ Hồ được. Đấy. Cái chúng nó là bọn chống cộng sản. Chúng nó chống cộng sản thì kệ chúng nó. Nhưng mà chúng nó chống cộng sản ấy, chúng nó chống luôn cả cái sự bình yên của đất nước. Bình yên của có tôi. Đấy. Vâng, thì ngày 14 tháng 3 thì là ngày tưởng niệm các chiến sĩ gạc ma. Thì nhà nước ta đã xây, nhà nước ta đã ngày 14 tháng 3 thì ngày tưởng niệm các chiến sĩ hoàng bảo vệ quần đảo gạc ma. Thì nhà nước ta đã xây một cái đài tưởng niệm ở Nha Trang Khánh Hòa. Nhưng mà tượng đài Lý Thái Tổ thì đây là nơi thắp hương của tượng đài Lý Thái Tổ. Nhưng mà cái đám dân chủ nó lại lên trên này nó thắp hương. Thì tại sao nó lại không ra cái chỗ mà tưởng niệm ở cái khu vực mà vòng tròn bất tử ở chỗ Khánh Hòa thắp hương mà chúng nó lại cứ ra tự là Lý Thái Tổ, lý do là sao ạ? À, lý do là thế này. Cầm rồi. Đấy, bác cứ nói ở đây. Tượng đài nhà vua Lý Thái Tổ bên bờ Hồ Gươm ấy là nơi có rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Trong những cái cuộc biểu tình của chúng nó từ năm 2011 đến năm cho đến nay ấy, là tôi đã nghe tận tai chúng nó nói với nhau là hóa ra biểu tình ở Hồ Gươm và tượng đài nhà vua Lý Thái Tổ là rất hiệu quả vì có nhiều du khách nước ngoài. Đấy. Không, cái có tiền ấy thì là cái ta rất quan tâm và rất đến ghi công các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988. Chúng ta xây cái đài tưởng niệm ở đấy là bởi vì hướng đến nhìn ra biển Đông mà nhìn thấy để các chiến sĩ ở Trường Sa chúng ta hướng về tổ quốc, hướng về nơi nhân dân chúng ta
đang ngày đêm chống cái bọn bạch tuộc và bọn Trung Quốc. Mọi người có nghe rõ âm thanh không ạ? Cái thực ra là hôm qua đấy là cái bọn dân chủ của cái logo chúng nó chụp ảnh ở tượng đài liệt sĩ Hà Nội thì chúng tôi có nói gì đâu, hoàn toàn đấy là đúng nơi đúng chỗ, nhưng chúng tôi phải căm phẫn cái bọn chúng nó này, chúng nó lợi dụng sự hy sinh của những liệt sĩ Bạc Mai, chúng nó ghi là ghi ơn nhân dân không quên, rồi nhân dân không tử si, tử si của sĩ Hoàng Sa, bởi vì chúng ta là cái là liệt sĩ chứ nó tử hơi nhỏ anh ơi, cho gần vào tí ạ, rồi anh cứ nói đấy ạ. Cái tử sĩ là để dành cho những người không phải hy sinh anh dũng đấy, thì chúng ta là tử sĩ đấy, quốc bà bà không thấy rồi, chúng nó bôi bác và chúng nó lợi dụng cái sự hy sinh của 64 liệt sĩ ở Gạc Ma năm 1988, chúng nó ghi để ghi ơn, chúng ta tổ quốc ghi ông ghi công, chứ không phải ghi ơn là cái giọng điệu của bọn ba que xỏ lá của bọn chế độ Việt Nam Hoàng ngụy quân ngụy quyền. Thế chúng ta là phải tổ quốc luôn luôn nhân dân phải ghi công các liệt sĩ hy sinh ở tại đảo Gạc Ma. Hôm nay bọn chúng tôi ấy là đến đây chủ yếu là để phá tan cái âm mưu của chúng lên cái tượng đài vô lý Thái Tổ để chúng biểu tình, chúng căng băng rôn khẩu hiệu. Hôm nay đấy thực ra là nếu như này mà vớ vẩn này thà vi phạm pháp luật múc luôn đấy. Bác Quang thì hôm nay theo như anh em theo sát đám dân chủ thì nó có cầm hai túi băng đôn, nhưng mà không kịp căng ra, khi chuẩn bị căng ra thì bác Quang đã xông vào đội hình của chúng nó để phá rối. Và lập tức Hạnh Liberty có quay trên live stream nói là bác Quang phá rối cái lễ tưởng niệm của nó tại đường đại Lý Thái Tổ. Thì xin hỏi hai bác là nghĩ gì về những cái phát ngôn của Hạnh Liberty ạ? Mọi người vào trang Facebook Trần Nhật Quang đeo kính đen ấy. Tối hôm qua tôi đã live stream, tôi đã tuyên bố nếu chúng nó lợi dụng quyền tự do dân chủ đấy, để chúng nó biểu tình gây rối xuyên tạc chống phá thì chúng tôi cũng tận dụng quyền tự do dân chủ đấy để chúng tôi vạch mặt chúng nó là một, chúng tôi quấy rối chúng nó là hai, chúng tôi vô hiệu hóa cái trò của chúng nó là ba. Tôi đã tuyên bố rõ ràng chúng tao ra đây để quấy rối chúng mày, để vô hiệu hóa cái xuyên tạc của chúng mày. Chúng tao không vi phạm pháp luật. Thì hiện tại thì đám dân chủ nó đã biết có bác Quang có mặt ở tại hiện trường thì chúng nó đã không còn làm trò ở trên tượng đài Lý Thái Tổ nữa rồi. Thì hiện tại chúng nó đã xé lẻ ra và đi chỗ khác. Thì vâng, thì chúng nó rất có thể là sẽ đi một điểm nào ở quanh Hà Nội, nhưng mà nhiệm vụ của anh em chúng tôi thì là bảo vệ tượng đài, là nơi vui chơi, không phải là nơi thắp hương tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Mà muốn tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thì hãy ra vòng tròn bất tử ở chỗ Khánh Hòa mà nhà nước đã xây rồi thì tưởng niệm, chứ đây không phải là nơi mà để chúng nó quay phim chụp ảnh rồi chúng nó đăng lên mạng. Và theo như tình hình tôi nắm được thì hôm nay có cả phóng viên quốc tế người nước ngoài mà tôi đã đăng lên, thì mục đích của chúng nó chỉ là tuyên truyền cho mấy cái đài VOA và mấy cái đài chống cộng RFA đấy. Thì bác Quang hôm nay thấy sự xuất hiện của phóng viên quốc tế thì bác Quang nghĩ gì không ạ? Tôi nghĩ rằng ấy là cái con mụ phóng viên ấy là nó đã nhẫn mặt tất cả các cuộc biểu tình từ năm 2011 đến nay. Vâng. Và nó lần đầu tiên ấy nó phỏng vấn thôi. Thế nhưng ấy nó không dám đăng lên báo chí của chúng nó. Thế thì hôm nay tôi cũng nói rất nhiều cái lý lẽ. Đương nhiên là nó sẽ cắt, không bao giờ nó đưa những cái lý lẽ của tôi lên báo chí của chúng nó. Vâng. Thì đám dân chủ nó đã di tản rồi thì chúng tôi vẫn ở đây và vẫn chiếm linh trận địa như bác Quang nói, là chiếm linh trận địa không cho đám xã hội gây sự nó phá rối ở tượng đài Lý Thái Tổ. Hôm nay anh em phải cắt phiền nhau đến tối đến khi nào thì anh em vẫn tại trực tiếp hiện trường. Thì hiện tại đi tượng đài Lý Thái Tổ bây giờ thì dân du lịch rồi là dân là đến chụp ảnh các thứ rất là vui vẻ, còn các cái đám xã hội gây sự thì nó đã chia lẻ ra và nó di tản. Và chúng tôi vẫn còn ở đây và xin chào các bạn, chúng tôi đang trực tiếp ở hiện trường.